Đây rồi, đây rồi. Xúc xích. Đây nữa. Lại xúc xích. Ừ, đây nữa. Ba ơi, thế này thì có mà ăn mì tôm cả tháng ạ. Thằng Trải có bao giờ nó thích ăn cơm đâu. Một tháng 90 bữa nó ăn mì tôm cũng được. Cho thêm Trải đi, nó thích. Chỉ có điều là phải phun doping. Doping? Phun doping? Ừ. Phun doping là cái gì nhỉ? À! Cái gì? Doping! Rồi. Doping à? Vâng. Thằng Trải nó bảo thế, tao biết thế, biết đâu rồi. Bác này. Nhưng mà bác Triệu ơi, bây giờ bác lên ở với bọn con rồi thì phải nấu cơm cho đàng hoàng chứ ạ. Ai lại ăn mì tôm mãi đi. Ừ. Thật ra thì bao năm qua tao cứ mải lo kiếm tiền, cho nên có quan tâm gì đến cái chuyện ăn uống của nó đâu. Thì thế mới có tiền cho thằng Trải chứ bác. Nó là cái thằng giàu nhất bản đấy bác ạ. Đến bây giờ đã hết tiền rồi thì tao mới ngẫm. Đúng là tao cũng chưa nấu được một bữa cơm nào tử tế cho thằng Trải. Nghĩ cũng thương. Bồi dưỡng thêm cho nó mấy lạng sườn. Em đang chọn cà chua rồi chị ạ. Dạ. Nghe như tiếng con pu ấy. Em mua đầy đủ hết đồ chị bảo rồi. Đừng để nó thấy mình. Dạ vâng. Công nhận là ở siêu thị giảm giá còn rẻ hơn ở chợ chị ạ. Dạ. Chị hẹn anh Thái 6 giờ ạ. Vâng, thế để em về nhà ngay. Dạ, em chào chị. Con Pu nó mới xuống đây có mấy tháng mà nhìn chững chạc hẳn ra. Giá mà thằng Trải cưới được nó ấy, thì cũng yên tâm. Cháu sợ con trai bác không có cửa. Tao hỏi mày, cả cái bản này có đứa nào bằng được thằng Trải? Nó thừa hưởng được cái đẹp trai của bác nhá, rồi nó thừa hưởng luôn cả cái nét trung tình nữa. Vâng, công nhận. Nhưng mà thằng Trải nó không ký bo bác ạ. Tiền sư mày chứ, tao đuổi mày về bản bây giờ. Ký bo mà tao nuôi luôn cả mày à? Cháu xin lỗi. Này, full topping đấy nha. Ủa, giờ bố mình biết khái niệm full topping là gì rồi đấy. Ủa, bố mày mà không thức thời thì ai mới thức thời? Tự ăn đi, không có trương này bây giờ. Sao thế? Mì có vấn đề à? Không ạ. Chắc là đợt này con thấy cứ đầy bụng thế nào chán ăn thôi. Này, bố thấy mày gầy xỏ đi, đen chuỗi nữa. Đứng lên, đứng lên, đứng lên. Dạ. Quay con, quay bên này vô xem này. Chả này hay là bây giờ mình về bàn xong rồi bốc thuốc cúng. À không, vào bệnh viện khám. Khám tất cả, chụp chiếu soi đi nhá. Bố, bố có chuyện gì à? Ngoài cái chuyện mà bố hết sạch tiền nữa chứ bố có chuyện gì đâu. Chứ con thấy bố hôm nay cứ không bình thường thế nào ấy. Bố đang nghĩ cách để mà tìm cái bọn chó chết kia lấy lại tiền thôi. Thôi bố ơi, đừng có làm thế nữa.
Lần trước bố đi tìm chúng nó để đòi tiền cũng có đòi được đâu. Nó khuyến mãi cho bố thêm cái nạn gì kìa. Thì đợt này bố đã có chiêu rồi. Cha này, từ bé đến giờ chưa bao giờ bố để con thiếu thốn cái gì cả. Thế mà bây giờ bố thấy con cứ chạy ngược chạy xuôi để kiếm tiền, bố không chịu được. Bố không nỡ. Từ lúc con đi làm ấy, con mới thấy quý những đồng tiền mà bố cho con bao nhiêu năm nay. Nên là bố cứ để con tự trưởng thành đi. Con từ bé đến giờ chưa bao giờ có đánh con một cái nào cả. Cho nên bố sợ con ra ngoài đời nó vả cho con gãy hết răng. Bố, răng con chắc thế này cơ mà. Tìm mẹ còn chán thua. Chỉ được cái điếc lác với bố mày. Từ bây giờ ấy, bố chỉ việc nghỉ ngơi, đi du lịch thôi. Còn lại về phần kiếm tiền, con lo cho bố. Bố không biết mày mơ mộng gì, nhưng bố hứa với mày, bố sẽ lấy lại tất cả những gì đã mất để hậu thuẫn cho mày thực hiện ước mơ. Trước giờ con cũng chả biết con ước mơ gì, bởi vì con cứ nghĩ là lấy pu nó là điều nghiễm nhiên. Nhưng mà bây giờ thì có một tí ước mơ. Cứ mạnh dạn lên nào. Nào, còn ước mơ gì cứ nói cho bố nghe. Con muốn lấy pu về làm vợ bố ạ. Thế thì ăn mạnh vào. À. Wow.